nhau tại đám nhà của ông ngoại em, mà hai người không có để ý gì hết, không có nhìn nhau hay là gì hết. Lập lần thứ hai thì mới để ý tới nhau, rồi mới làm quen nói chuyện. Cái lần cầu hôn đáng nhớ nhất là đầu tiên là hai đứa ăn sáng với nhau, là hai đứa đang ăn bún riêu, thì mình là người hỏi lời trước, là quay qua hỏi em cũng đồng ý, em có đồng ý lấy anh không, thì cô ấy chỉ cười thôi, cô ấy không nói gì hết. Cảm xúc của em rất là hạnh phúc, hồi hộp và có nhiều niềm vui. Và đây con cũng có lời cảm ơn muốn gửi đến cha mẹ hai bên và ông bà cô dì chú bác anh chị đã lặn lội đường xa tới đây mà tham dự đám cưới của con, của hai em đây. Đây có thể nói là ngày hạnh phúc nhất mà con được trải qua trong suốt một thời gian rất là dài. Con cảm ơn mọi người. Hy vọng là sau này mình xem lại cái đoạn video đám cưới này của mình, tụi mình, thì mình lúc đó mình vẫn luôn yêu thương vợ như những ngày đầu tiên. Trong thời gian vừa qua luôn che chở bảo vệ em khỏi những điều không tốt, luôn yêu thương em mặc dù em hay giận hờn rất nhiều, nhưng anh luôn bỏ qua cho em, dỗ dành em. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến bên em. Thank you.
ta chung lối, nên em vẫn như trong cơn mơ. Chưa bao giờ anh đi đây, cũng sẽ ta trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em cười anh sẽ mãi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.